Xin chào buổi sáng tất cả các bạn, và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền. Hôm nay ngày 7 tháng 3 năm 2019, xin phép được thay mặt cơ sở em sẽ báo giá những mặt hàng mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền hôm nay mới cập nhật của ngày hôm nay. Đầu tiên em xin phép được báo giá luôn, đó là mặt hàng lan chồn trắng, đó là chồn Bắc ạ. Chồn Bắc thì bên em đã bán từ phiên ngày hôm qua rồi đấy ạ. Hiện giờ bên em chỉ còn khoảng tầm 1 kg. Thì chỗ hàng 1 kg này em sẽ bán về giá là 200.000 luôn nhé. 200.000 cho phần chồn trắng này 1 cân ạ. Ở đây nó có cả cây to và cây nhỏ, thích hợp cho các bạn nào lấy về để làm giống và là nhân giống trong những cái nhà vườn ạ. Tiếp đến bên đây, bên em còn có là lan đuôi chuột ạ. Lan đuôi chuột bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho phần lan đuôi chuột này. Hiện giờ nó cũng có khoảng tầm 1 cân thôi ạ. Thì bên em bán vẫn luôn với mức giá là 150.000 đồng nhé. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan hải yến ạ. Lan hải yến thì hiện giờ bên em bán theo bó nhé các bạn. Mỗi một bó ở đây bên em sẽ bán với mức giá là 80.000 đồng một bó ạ. Lan hải yến là một trong những loại lan mà có cái bông hoa nở cũng rất là đẹp luôn đấy ạ. Rất đáng để sưu tầm. 80.000 đồng trong một bó, nó rơi vào khoảng tầm 5 lạng nhé các bạn. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan sóc tím hay còn gọi là sóc lào đấy ạ. Cái lan này thì hiện giờ nếu mà ở những chỗ nào mà nó có đủ nắng thì sẽ có cho ra màu tím rất là đẹp nhầy luôn. Còn những cái loại hàng nó xanh xanh ấy, thì đấy là do ở trong bóng râm thôi. Chứ hiện giờ thì hai cái loại màu này nó không khác gì nhau cả. Ở đây là do cây lan nó ở chỗ nắng và là chỗ râm thì nó khác nhau một chút. Còn bông thì sẽ nở như nhau nhé các bạn. Lan sóc tím bên em bán cũng với mức giá là 80.000 đồng cho một bó ạ. Một bó thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm bằng này đấy ạ. Cây lan sóc tím thì đợt này nó cũng không có nhiều cây to, nên là một bó thì các bạn cũng sẽ được rất là nhiều đầu cây luôn. Tiếp đến bên đây, bên em sẽ bán là lan trầm tím. Đây là hàng trầm tím hàng Myanmar, thân rất là dài luôn nhé các bạn. Đặc điểm của lan trầm Myanmar đấy ạ, thì cái thân của nó thì sẽ dài hơn so với trầm Lào. Và nhưng mà mặt bông ấy, thì là cái trầm Myanmar thì bông nó sẽ hơi nhạt hơn một chút ạ. Nên là cái mức giá nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. 750.000 đồng cho 1 kg trầm Myanmar nhé các bạn. Còn những cái loại trầm chip, trầm ngắn thì bên em bán với mức giá là 650.000 đồng cho 1 kg. Nếu bác nào mà có nhu cầu lấy trầm chip, trầm giống ấy, thì cũng báo em. Thì em sẽ lọc ra cho các bạn. Trầm chip thì sẽ có những mẫu bé như này nhé các bạn nhé. Hoặc là những mẫu như này nó sẽ gồm có thể là những cái thân già nhiều hơn. Nhưng mà mức giá thì cũng sẽ nhẹ hơn, đó là 650.000 đồng cho 1 kg trầm chip ạ. Tiếp đến trên đây thì em có, đó là mặt hàng lan u lồi. Hiện giờ thì lan u lồi ở đây thì đã qua cái mùa hoa rồi. Hoặc là bây giờ có những nhà bác nào mà còn đang hoa, đang bông á, thì nở cũng rất là to và đẹp rồi nhé. Hiện giờ cái bó u lồi này thì lấy về thì để làm giống đấy các bạn ạ. Bởi vì là cái tỷ lệ thân già nó cũng khá là nhiều. Em bán với mức giá là 250.000 đồng cho 1 kg cái hàng u lồi hàng giống này nhé các bạn. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan ý ngọc ạ. Lan ý ngọc thì bên em bán cũng được khoảng 1 tuần nay, nhưng mà cũng rất là khan hiếm hàng luôn. Và ở đầu mối họ đẩy giá lên cũng rất là cao rồi, nên là hiện giờ em cũng không thể để những cái mức giá như những phiên trước được ạ. Ý ngọc thì hiện giờ em bán với mức giá là 300.000 đồng cho 1 kg ạ. Lan ý ngọc thì bông trắng rất là đẹp luôn các bạn ạ. Bây giờ thì đang gần đến cái vụ chính hoa, nên là nụ đây này, những cái mắt nụ đang lên rất là đẹp luôn đấy các bạn. Thời điểm này lấy ý ngọc về để ghép là hợp lý nhất rồi. Bởi vì là cái nụ hoa nó nứt ấy, thì nó chưa lên cao lắm, nên là quá trình vận chuyển sẽ không hề ảnh hưởng đến cái nụ hoa. Khi mà hoa về đến chỗ các bạn ạ, thì các bạn ghép lên và vẫn có thể chơi hoa được bình thường nhé. Và cái mầm con cũng rất là cao rồi đây. Bây giờ các bạn lấy về thì cắt tỉa bớt những cái rễ này đi. Bởi vì nếu mà không cắt tỉa đi thì sẽ ảnh hưởng đến cái rễ mới ra, không thể qua được những cái rễ cũ này. 300.000 đồng cho 1 kg ý ngọc nhé các bạn. Tiếp đến bên cạnh ý ngọc ở đây sẽ là lan ngọc thạch. Ngọc thạch bên em nhập ở đây là ngọc thạch 3 màu nhé các bạn. Ngọc thạch 3 màu, một bông nó có thể là có cánh trắng này, họng vàng và cái đỉnh ở điểm đầu của bông nó sẽ có là màu tím đó, nên là gọi là ngọc thạch 3 màu đấy ạ. Ngọc thạch 3 màu bên em hôm nay bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến bên cạnh ngọc thạch 3 màu sẽ là lan long tu xuân. Long tu xuân thì hôm nay bên em có hai loại chia ra rõ ràng nhé. Có nghĩa là những loại thân dài, đều, đẹp và đang có cả nụ hoa đây. Long tu xuân
dài đều đẹp này bên em bán với mức giá là 280.000 đồng cho 1 kg. Đảm bảo về các bạn ghép lên rất là tuyệt vời luôn, được xem được mặt hoa và được cả chơi hoa luôn nhé các bạn. Bên cạnh đây sẽ là mặt hàng long tu xuân, hàng ngắn hay còn gọi là hàng giống đấy ạ. Cũng có những thân dài và ở đây có những, vẫn có những cái thân tơ nhé. Còn ở đây thì không được dài lắm, nó có thể là rơi vào khoảng tầm 25-30 cm hoặc là ngắn hơn một chút. Hàng giống này bên em bán với mức giá là 240.000 đồng cho 1 kg, thích hợp cho những bạn nào mà đã biết mặt bông rồi và hiện giờ thì có nhu cầu lấy về để làm giống với những số lượng lớn. Đây ạ, thân con, mầm con cũng đang lên rất là cao rồi nhé. Tiếp đến bên đây cũng là một trong những mặt hàng lan mà đang nở rộ vào mùa xuân này đấy ạ. Đó là mặt lan hoàng thảo vôi. Lan hoàng thảo vôi thì bông nó rất là to đẹp luôn các bạn ạ. Màu thì là màu trắng, cất tím và họng cũng vàng. Nhưng mà bông nhìn đẹp lắm, rất là có. Khi nở ra ở đây thì có thể những bông nó đối xứng nhau luôn. Đây này, nở nó sẽ một bông đây, một bông đây, tạo thành một cái thế hoa rất là đẹp. Hoàng thảo vôi bên em bán với mức giá là 280.000 đồng cho 1 kg ạ. Cũng đang chính vụ nở hoa nhé các bạn. Về các bạn ghép lên là cũng vừa được chơi hoa cũng như là thuần cây lan này luôn rồi. Tiếp đến trên đây em sẽ bán về là cái lan, đây là lan nhất điểm hoàng các bạn ạ. Nhất điểm hoàng em bán mấy phiên hôm nay rồi đã, thì cũng không thể giới thiệu nhiều nữa. Nhất điểm hoàng cũng đang là cái mùa nụ luôn. 120.000 đồng cho 1 kg nhất điểm hoàng nhé các bạn. Nhất điểm hoàng lô này về thì cũng rất là đẹp đều luôn đấy ạ. Lá còn rất là mướt nhé, lá thì chưa hề xuống chỗ nào luôn đấy ạ. Một lô hàng rất là ưng ý luôn. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp sẽ là lan kiều, em giới thiệu kiều trước nhé các bạn. Ở đây là lan kiều vàng hàng, đây là hàng thanh lý đây. Kiều vàng hàng thanh lý thì hiện giờ lá nó bị rụng hơi nhiều, chứ cây thì cũng không vấn đề gì đâu các bạn, có cả rất là nhiều rề luôn nhé. Kiều vàng hàng thanh lý là 110.000 đồng cho 1 kg. Tiếp đến trên đây sẽ là mặt hàng lan kiều vàng hàng dài đều đẹp đấy ạ. Dài đều đẹp, thân đảm bảo với các bạn là có những thân nó có thể rơi đến cả mét luôn nhé, hoặc là tầm 80 cm. Và kiều vàng cũng đang chuẩn bị vào mùa nụ đây, cái mắt nụ nó đang lên mầm, lên mắt nụ rồi đây ạ. Kiều vàng hàng đẹp là 180.000 đồng cho 1 kg. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan đùi gà. Ở đây là lan đùi gà dẹt nhé các bạn, cũng đang là vào cái mùa hoa của lan đùi gà dẹt đấy ạ. Có các bông thì có những bông là đã nở rồi, bởi vì là cái này bên em lấy thu mua về đấy ạ. Thì lan đùi gà có một số cái cây này có thể nó ở ngoài nắng này, thì cái thời tiết, do thời tiết nắng nóng ấy, thì nó có thể là nở bông trước. Bông này nó là gần tàn đến nơi rồi. Lan đùi gà dẹt bên em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg. Tiếp đến trên đây sẽ là mặt hàng lan hạc vĩ bắc ạ. Hạc vĩ bắc thì bây giờ cũng đang cũng chính nụ hoa luôn rồi, rất là nhiều ạ. Những thân tơ này nó, những thân mà chưa ra hoa thì chắc chắn trong thời gian tới sẽ ra hoa nhé các bạn. Hạc vĩ bắc lô hàng này cũng rất là đẹp luôn, bên em bán với mức giá là 280.000 đồng cho 1 kg đấy ạ. Đây là những cái khóm hạc vĩ bắc mà bên em có của ngày hôm nay đây. Thực sự thì lan hạc vĩ bắc thì cũng không thể có những rề lớn đâu nhé các bạn. Có nhiều bạn hỏi em là yêu cầu tìm những cái rề nó phải tầm 1 cân, thì em khẳng định luôn là không có cái rề hạc vĩ bắc 1 cân đâu, bởi vì là bây giờ nó đang mùa xuống lá nên là cái thân nó rất là nhẹ, các bạn mua được cực kỳ lợi cân luôn nhé. Đây này, nhìn một cái khóm này nó cũng tương đối là to, nhưng mà em khẳng định nó chỉ tầm 1-2 lạng thôi đây. Cái thân con đang lên rất là đẹp luôn này. Hạc vĩ bắc ạ, 280.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp là mặt hàng lan giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc ở đây thì em cũng còn vừa mới lấy về nên cũng chưa cởi bỏ cái bó hàng này ra được nhé các bạn. Những cái thân mà bị vàng như này thì là em cũng chủ động ngắt hoặc là bỏ những thân mà quặng xấu này đi, đảm bảo hàng đến tay các bạn đều là những thân dài đều đẹp và có ngọn để cây phát triển nhé các bạn. Giáng hương tam bảo sắc bên em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg ạ. Bên cạnh mặt hàng lan giáng hương tam bảo sắc sẽ là phi điệp vàng nhé các bạn. Lô phi điệp vàng này về thì thực sự rất khủng, rất dài luôn ạ. Phi điệp vàng đây, những thân có đến cả 1,5 m nhé các bạn. Còn trung bình thì nó cũng phải tầm 80 phân trở lên. Rất khủng, rất dài. Và cái rễ cũng đang mùa lên mầm con đây. Cả
cả cái những cái rễ trên mầm con rất là trắng đây các bạn ạ. Đang đây là những cái rễ của mầm con này. Phi điệp vàng. Phiên ngày hôm nay mùng 7 tháng 3 năm 2019 bên cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền sẽ bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến bên đây, em có mặt hàng đây là lan kim điệp xuân ạ. Kim điệp xuân thì để thuận tiện cho các bạn mà nhà vườn lấy về trồng ấy, thì bên em cũng có phân ra loại hàng giống nhé. Hàng giống kim điệp xuân thì cái thân nó sẽ ngắn hơn một chút và cũng như cái xuồng lá hơi nhiều hơn. Còn hàng giống thì bên em bán với mức giá đây là 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Còn kim điệp xuân hàng đẹp thì là trên đây 180.000 đồng cho 1 kg kim điệp xuân hàng đẹp nhé các bạn. Kim điệp xuân hiện giờ thì nó đang xuồng lá nên là những cái vết thâm này nó không ảnh hưởng gì đâu nhé các bạn nhé. Kim điệp xuân khi xuồng lá thì nó sẽ để lại vết nhầy thôi chứ nó không phải là cây bị héo úa gì đâu ạ. Có nhiều bạn hỏi em là cái hàng sao mà nó thâm đen thế. Em khẳng định đây là cái đặc điểm xuồng lá của lan kim điệp xuân. Nên bất cứ bạn mua ở đâu thì về nó cũng sẽ có những vết thâm đen này chứ không phải riêng chỗ em. Nên là cái này nó không hề ảnh hưởng gì cả bởi vì đây là đặc điểm xuồng lá của cây rồi. Đây ạ, đây là kim điệp xuân hàng đẹp nhé các bạn. Đây là cái nụ hoa kim điệp xuân này. Có những bông mà cây nó ra bông và đã nở rồi, để em tìm một cái bông xem nào. Ai sao rồi, lấy hàng về mà để cả bông ở đâu đây này. Đây, bông kim điệp xuân đây nhé các bạn nhé. Đây là bông kim điệp xuân. Đây rồi, tìm ra một bông mà đã nở uống bét rồi đây. Một màu vàng tươi rất đẹp luôn ạ. Đây là kim điệp xuân nhé các bạn. Bông kim điệp xuân rất đẹp đúng không ạ? Rồi, tiếp theo. Bên cạnh kim điệp xuân em xin giới thiệu tiếp ở đây sẽ là lan Điện Biên Đông, hay còn gọi là lan hương rừng đấy ạ. Hương rừng thì bây giờ nó có những cây ấy, thì nếu mà ra hoa rồi thì nó là ra trái vụ nhé các bạn. Còn bây giờ chính xác ra Điện Biên Đông nó phải đang lên mầm nụ. Như này còn đang cao đấy, bởi vì là cái này có thể là ra hoa sớm thôi. Còn hầu hết là những cái thân tơ này nó sẽ chưa ra hoa nhé. Khoảng tầm nửa tháng nữa là sẽ bắt đầu mầm nụ sẽ lên. Và ra hoa chính vụ của Điện Biên Đông nó rơi vào khoảng tháng 5 nhé các bạn. Là đầu hè đấy ạ. Vâng, giá của Điện Biên Đông bên cơ sở bên em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg. Vâng. Hiện giờ thì còn một mặt hàng lan nữa. Đấy. Thập hoa. Em giới thiệu tiếp, đây là thập hoa. Lan thập hoa khi nãy em giới thiệu qua kiểu vàng nên em bỏ qua đấy. Thì thập hoa bên em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg nhé. Đây, thập hoa bên em ngày hôm nay đấy ạ. Thập hoa thì có cả những cái rễ rất là to luôn nhé các bạn. Bạn nào mà yêu cầu lấy rễ thì có thể bảo em để em cân lên. Và cũng tính theo hàng kg thôi, 180.000 đồng cho 1 kg nhé. Thập hoa của ngày hôm nay đây. Rồi, thập hoa hiện giờ là cũng chưa hết xuồng lá hết đâu các bạn ạ. Đang mùa xuống thôi và cũng chưa đến mùa hoa nhé. Hiện giờ thì những khi mà em gửi đi ấy, thì em sẽ chủ động ngắt bớt những cái lá vàng này đi. Còn hoặc nếu về các bạn mà thấy cái lá úa thì không vấn đề gì đâu. Các bạn có thể là ngắt bớt đi hoặc để nó tự dụng không sao cả. Vì đang mùa xuống lá thập hoa nhé. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền hôm nay mới cập nhật. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0984754102 để được tư vấn cũng như là lên đơn hàng. Em Quốc Duy xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.